Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi mở hộp một chiếc máy tính bảng với mức giá chỉ là 3 triệu đồng mà thôi, nhưng nó có thể đáp ứng được những cái nhu cầu xem phim, giải trí cơ bản cũng như là lướt web và xem YouTube. Vậy thì cái chiếc máy tính bảng với tên gọi là Mastel Tab 10 4G này nó có điểm gì đặc biệt? Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra để các bạn có thể là biết được bên trong nó có cái gì nhá. Thì đây, chúng ta có cái nhân vật chính được bọc khá là kỹ càng bên trong. Tuy nhiên thì mình sẽ xem những cái đi kèm trước đã. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng cho cái sản phẩm Mastel Tab 10 4G này. Đi kèm với đó là một cái thẻ bảo hành nhìn rất là tử tế luôn, và một cái chứng nhận bởi Google dành cho sản phẩm của Mastel này. Theo đó thì các bạn sẽ được cấp chứng chỉ là Google Protect này, cộng thêm vào đó thì sẽ được cập nhật rất là lâu dài. Cái này thì mình sẽ theo dõi sản phẩm này và update các bạn cái thông tin về những cái bản cập nhật của nó sau ở trên kênh Viettel Store nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ xem cái bộ phụ kiện ở bên trong của cái sản phẩm này chúng ta sẽ có gì. Wow các bạn ơi, có một cái bao da nhìn khá là xịn sò luôn đấy. Tí nữa mình sẽ lắp thử cái chiếc máy tính bảng này vào cái bao da này để xem trông nó như thế nào nhá. Còn ở phía bên này nó sẽ có một cái hộp nhỏ nữa này, để mình mở ra cho mình đoán là trong đây thì sẽ là sạc và cáp. Đó, chính xác là sạc và cáp các bạn. Và các bạn nhìn này, và cáp của chúng ta thì sẽ là cáp Type-C các bạn nhá. Và củ của nó thì sẽ là củ 5V 2A, nghĩa là 10W, nghĩa là sạc thì cũng tương đối là nhanh rồi, không quá nhanh thôi. Và nhìn chung thì bộ phụ kiện củ cáp sạc và có cả bao da thế này thì mình thấy rằng là rất là hợp lý cho một chiếc máy chỉ trong tầm giá 3 triệu đồng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại đối với cả chiếc Mastel Tab 10 4G để xem rằng chiếc máy này có gì hay. Thì đây, nó được bọc một cái shield dán màn hình nhìn khá là xịn. Mở ra đằng sau nó cũng có siêu luôn các bạn ạ. Đầu tiên về thiết kế thì Mastel Tab 10 4G nó có một cái vẻ ngoài có thể nói là khá là sang trọng ở trong tầm giá 3 triệu đồng, với hai mặt trước sau được phủ kính các bạn nhá. Và đi kèm với đó thì cái khung viền của nó sẽ là bằng nhựa thôi, thế nhưng mà nó cũng được làm bo cong với một cái nước sơn giả kim loại. Nói chung là nhìn thì cũng được đấy các bạn ạ. Các cái đường nét của chiếc máy này thì mình thấy rằng là nó hơi vuông thành sắc cạnh. Tuy nhiên thì hơi đáng tiếc một chút, đó là bốn viên màn hình của chiếc máy này thì hơi dày. Nhưng mà trong tầm giá 3 triệu đồng thì mình cũng có thể là phần nào thông cảm được với nhà sản xuất. Về phần màn hình, chúng ta sẽ có tấm nền là IPS LCD với kích thước là 10,1 inch và tỷ lệ là 16:10. Nhìn chung thì khá là rộng rãi cho các bạn có thể là sử dụng rồi. Và đi kèm với đó thì độ phân giải của cái màn hình này đó là HD+. Thì nếu như mà nghe đến HD+, các bạn sẽ nghĩ rằng là nó sẽ rỗ hay là nó sẽ không đẹp đúng không? Nhưng mà với cá nhân mình thấy thì trong tầm giá này cũng khó có thể nào mà tìm kiếm được một cái màn hình mà nó tốt hơn như thế này. Vậy nên là với những cái nhu cầu cơ bản thì mình nghĩ rằng là nó có thể sử dụng rất là ok rồi. Đặc biệt là với những bạn mà mua máy cho ông bà hay là bố mẹ sử dụng ấy, thì mình nghĩ rằng là một cái màn hình to như thế này nó sẽ là dễ dùng hơn so với cái việc đó là mua một cái chiếc điện thoại ở trong tầm giá 3 triệu đồng. Thì nói về con chip của Mastel Tab 10 4G thì đây là một con chip khá là lạ với tên gọi là SC9863. Mặc dù đây không phải là một con chip quá mạnh, tuy nhiên thì khi mà mình check ở trong CPU Z thì mình cũng thấy rằng là nó được sử dụng nhân Cortex A55, chứng tỏ rằng đây cũng không phải là một con chip quá là cũ kỹ. Và kèm theo đó thì nó cũng được liên hệ thành Android 10. Vậy nên là mình nghĩ rằng là các bạn có thể là yên tâm sử dụng chiếc máy này trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm nữa thoải mái. Và với chiếc máy này thì những cái tác vụ cơ bản như là lướt web, lướt Facebook hay là xem YouTube các thứ thì nói chung là rất là vô tư rồi. Mặc dù là cái độ phân giải màn hình chỉ là HD+ mà thôi. Có thể nhiều bạn dùng màn Full HD hay là màn 2K sẽ cảm thấy rằng là cái màn hình này nó không thực sự là nét. Nhưng mà nếu như các bạn mua chiếc máy này về để mà cho ông bà hay là bố mẹ dùng ấy, thì mình nghĩ rằng nó sẽ ở cái mức đó là vừa đủ dùng. Cái chất lượng hiển thị của màn hình này thì cũng không quá tệ, độ sáng ở mức trung bình khá, và cái độ nổi khối của hình ảnh cho ra thì cũng ở mức ok. Ngoài ra thì loa của chiếc Mastel Tab 10 4G này cũng khá là to nữa. Bây giờ thì mình sẽ thử lắp chiếc máy này vào trong cái bao da tặng kèm nhá, để xem rằng là trông nó sẽ là như thế nào. Đây các bạn nhìn này, ở đây có một cái chỗ để dán vào khá là chắc chắn luôn. Và khi mà các bạn đóng cái ốp này vào thì nó sẽ tự động tắt màn hình rồi. Đó, nhìn như một quyển sổ luôn, rất là gọn và cầm đi nó cũng không bị quá nặng nề. Và khi mà dùng cái bao da này thì nó còn có một cái tác dụng nữa, đó là các bạn có thể gập như thế này để nó trở thành một cái chân đỡ cái chiếc máy này. Đấy, và đặc biệt nhá, thời lượng pin của chiếc máy này là 6000 mAh. Và các bạn biết đấy, 6000 mAh mà đi với cả một cái màn hình độ phân giải không quá cao thì nó sẽ giúp cho chiếc máy này có một cái thời lượng pin phải nói là khủng khiếp luôn. Các bạn học online, xem phim, lướt Facebook cả ngày mà nó sẽ chẳng hết pin đâu.
Nhìn chung thì đây là một sản phẩm mà có thể nói là khá là đầy đủ những cái yếu tố để trở thành một chiếc máy tính bảng tốt ở trong tầm giá 3 triệu đồng. Đặc biệt các bạn nên nhớ rằng là đây là hàng mới chính hãng nhá. Và nếu như các bạn quan tâm thì mình sẽ để đường link dẫn đến Viettel Store cho chiếc Mastel Tab 14G này ở dưới phần mô tả của video nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video đánh giá và mẫu sau ở trên kênh Viettel Store. Xin chào và hẹn gặp lại.